chào quý khách tài đã đến với kênh Thùy Trang Xe Tải Miền Nam của em ha. Đến với video hôm nay em sẽ giới thiệu đến với bác tài về một dòng xe tải nặng mà vừa mới cập bến tại công ty ô tô Phú Mẫn chi nhánh Đồng Nai của tụi em luôn. Đó là dòng xe Zac A5. Thì dòng xe Zac A5 thì quý khách tài cũng biết đây là một dòng xe được nhập khẩu nguyên chiếc. Thì với những tháng trước thì dòng xe này hiện chưa có hàng, nhưng mà riêng vào cái thời điểm cuối tháng 5 này thì dòng xe Zac A5 vừa mới được nhập khẩu và vừa mới được cập bến sáng nay tại công ty ô tô Phú Mẫn của em. Video hôm nay em sẽ đánh giá cũng như là giới thiệu lại cho quý khách tài của mình cùng biết về dòng xe Zac A5 ha. Thì dòng xe Zac A5 này thì sẽ có các phiên bản như là thùng lửng, thùng bạc, thùng kính container hoặc là thùng kính container nhập khẩu. Thì đây là một dòng xe được nhập khẩu nguyên chiếc với ba màu cơ bản là màu trắng, màu xanh và màu ghi. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu cũng như là đánh giá sơ lược về ngoại thất, nội thất cũng như là hệ thống khung gầm và hệ thống chuyển động của dòng xe Zac A5 cho quý bác tài của mình biết thêm về dòng xe này ha. Thì mời quý bác tài cùng đi theo em tìm hiểu chi tiết hơn về dòng xe này. Thì quý bác tài cũng có thể thấy là hiện ở công ty em đang trưng bày ba màu cơ bản của dòng xe Zac luôn ha. Phía bên tay phải là màu ghi theo quý bác tài, còn ở giữa là màu xanh và phía bên tay trái sẽ là màu trắng. Với ba màu cơ bản này thì sẽ thỏa sức cho quý bác tài của mình lựa chọn. Còn nếu như mà quý bác tài của mình muốn sơn màu theo yêu cầu hay là theo phong thủy thì bên em cũng sẽ hỗ trợ sơn màu theo yêu cầu cho quý bác tài của mình luôn ha. Bây giờ em sẽ chọn một chiếc, đó là chiếc màu xanh để em giới thiệu cho quý bác tài của mình ha. Thì màu xanh là màu hy vọng và em hy vọng là với cái dòng xe này thì sẽ đem lại nguồn vốn nè, sẽ giúp cho quý bác tài của mình nhanh thu hồi vốn nè, cũng giúp cho cái việc hàng hóa và việc chạy hàng cũng biết quý bác tài của mình được suôn sẻ hơn ha. Thì về phần ngoại thất của dòng xe Zac, quý bác tài cũng có thể thấy là phần ngoại thất trông rất là hầm hố luôn, với một cái nét đẹp mang phong cách châu Âu. Với phần kính chắn gió phía trước dày 3 lớp và bảng lớn như thế này thì sẽ giúp cho quý bác tài của mình có một cường độ quan sát tốt và rõ khi mà di chuyển trên đường ha. Còn về logo Zac VIC ha, được thiết kế với bảng lớn nè và được mạ chrome ha, rất là sáng luôn. Còn phần hệ thống lấy gió cũng như là hệ thống lưới tản nhiệt được phân tầng như thế này thì sẽ giúp cho xe của mình lấy gió nè và làm mát động cơ ha, giúp cho xe của mình chạy lướt gió hơn. Còn về phần cụm đèn thì đối với dòng xe Zac A5 này sẽ được trang bị một cái phần đèn LED phía ngoài nè ha, kết hợp với đó là đèn bi cầu lồi nè, đèn pha xenon để giúp cho quý bác tài của mình có một cường độ chiếu sáng tốt khi mà di chuyển trên đường. Với cái đèn LED như thế này thì quý bác tài mình đi vào ban đêm á, nó cũng sẽ rất nổi bật cho chiếc xe của mình ha. Còn nếu như mà quý bác tài của mình đi vào những cung đường sương mù thì quý bác tài mình yên tâm vì dòng xe Zac A5 này cũng được trang bị một cái phần đèn sương mù đây để giúp cho quý bác tài của mình có thể dễ dàng di chuyển hơn ở những điều kiện sương mù dày đặc. Thì đối với dòng xe Zac A5 này thì quý bác tài cũng sẽ được trang bị cái phần mui lướt gió phía trên ha. Bây giờ em sẽ mời bác tài đi đến phần thân xe cũng như là phần khung gầm của dòng xe Zac A5 này ha. Vì bây giờ xe đang về là phiên bản sexy nha quý bác tài, và sẽ lên thùng và đóng thùng cho quý bác tài. Thì lúc đó em sẽ giới thiệu đến phiên bản xe và thùng. Thì video hôm nay em sẽ giới thiệu về phiên bản sexy. Về phần hông xe thì quý bác tài cũng thấy là xe được trang bị một cái gương phẳng và một cái gương cầu lồi sẽ giúp cho quý bác tài của mình có thể dễ dàng quan sát được cái phần thùng hàng phía sau. Vì đối với dòng xe Zac A5 này thì sẽ có hai phiên bản, là phiên bản 9 tấn thùng dài 8m2 và phiên bản 8 tấn thùng dài 9m6 ha. Và với cái phiên bản thùng dài như thế này á thì việc bố trí cái phần gương như thế này sẽ rất là hợp lý nè, sẽ hạn chế điểm mù ít nhất có thể cho quý bác tài của mình khi mà quý bác tài của mình di chuyển trên đường. Xe đang sở hữu là cabin đầu cao ha, nên sẽ có hai bậc lên xuống nè, giúp cho việc lên xuống của quý bác tài của mình được dễ dàng và thuận tiện hơn. Và cái việc mở cửa xe nè cũng rất là nhẹ nhàng và dễ dàng ha. Về phần tay cửa của xe thì quý bác tài cũng thấy là các cái đường nét được thiết kế rất là trau chuốt và tỉ mỉ ha, rất là liền lạc luôn. Với một
màu xám như thế này thì rất là sạch sẽ nè, giúp cho cái bắp tài của mình có thể dễ dàng vệ sinh và lau chùi hơn nếu như mà xe của mình bị bám bẩn. Còn về phần thùng xe thì khi mà mua xe rách thì bắp tài sẽ quan tâm về phần thùng. Thì đối với dòng xe 9 tấn sẽ có kích thước lọt lòng thùng dài là 8m22 chiều dài, chiều rộng là 2m36 và chiều cao là 2m15. Còn đối với phiên bản 8 tấn thì sẽ có phiên bản 7 tấn 6, kích thước thùng dài là 9m6 chiều dài ha, chiều rộng là 2m36 và chiều cao là 2m15 luôn. Thì đối với dòng xe này thì sẽ có các phiên bản thùng lửng, thùng bạc, thùng kính hoặc là thùng kính container. Thì về phần sắc xin xe, em sẽ mời bác tài của mình quan sát sơ lược về phần động cơ nè ha. Đây là phần động cơ của dòng xe Zac A5. Dòng xe Zac A5 này thì đang sử dụng là động cơ du chai ha, động cơ du chai 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng với công suất là 200 mã lực ha, và dung tích là 4.730 lít. Còn đây là cái phần hộp số của xe ha. Quý khách tài cũng có thể quan sát về cái phần xaxi xe nè. Xaxi xe quý khách tài cũng thấy là xe đang sở hữu một cái phần xaxi rất là dày và liền khối ha. Xe cái phần sở hữu phần xaxi dài từ phần đầu xe dài ra đến tận phần đuôi xe luôn ha, rất là liền mạch lạc. Với phần xaxi được làm bằng thép cao cấp và được dập một lần hành hình ha. Về phần xaxi xe thì quý khách tài cũng có thể thấy phần sau này thì được trang bị nhíp lá 2 tầng ha, với nhíp trên 9 lá và nhíp dưới 7 lá, và một cái phần cầu sau ha, cầu láp cầu nhanh 13 tấn sẽ giúp cho xe của mình có một độ chịu tải tốt khi mà di chuyển trên đường. Đây là một cái dòng xe mà đạt tiêu chuẩn Euro 5 nên sẽ bắt buộc là sử dụng bình dung dịch xử lý khí thải ha. Bình dung dịch xử lý khí thải thì sẽ được bố trí nằm ở phía bên này, nằm phía bên tài như rất tài. Với cái bình dung dịch xử lý khí thải này thì sẽ giúp cho khí của mình thoát ra được sạch hơn, tốt hơn nè, và bảo vệ môi trường hơn. Kết hợp với đó là bình dầu. Thì bình dầu này được làm bằng hợp kim ha, với dung tích là 300 lít. Với bình dầu làm bằng hợp kim này thì sẽ giúp cho xe của mình tránh va chạm cũng như là tránh các cái tia lửa ha. Bây giờ em sẽ mời quý bác tài theo chân em đi đến phần nội thất của xe, xem phần nội thất của dòng xe Zac A5 nhập khẩu này có điểm gì đặc biệt hơn so với những dòng xe Zac trong nước không ha. Thì em và quý bác tài cũng đã vào trong phần cabin cũng như là nội thất của dòng xe Zac A5. Quý bác tài cũng có thể thấy là xe đang sở hữu là cabin kép với hai ghế ngồi và một giường nằm ha. Hai ghế thì được bọc nỉ nè, ghế thì là ghế hơi ha, ngồi rất là thoải mái và dễ chịu cho quý bác tài của mình luôn. Phần ghế thì quý bác tài có thể điều chỉnh 6 hướng, điều chỉnh theo tư thế và mà mình mong muốn. Còn trước mặt quý bác tài đây là một cái phần vô lăng 4 chấu ha, vô lăng gật gù. Với phần vô lăng này thì phần vô lăng cũng có trợ lực điện nên giúp cho việc đánh lái của quý bác tài của mình cũng được dễ dàng và thuận tiện hơn nè. Với phần bảng đồng hồ táp lô nè, trung tâm điều khiển của xe cũng rất là lớn luôn, thể hiện rõ các cái thông số như là hệ thống làm mát nè, dung tích bình nhiên liệu và số km để cho quý bác tài của mình có thể dễ dàng nắm bắt hơn ha. Phía bên tay phải là các tiện ích đi kèm theo xe, là gồm có hệ thống máy lạnh hai chiều nè, cũng như là hệ thống FM radio sẽ giúp cho quý bác tài của mình có những không gian lái xe cũng như là một cái không gian cabin thật là mát mẻ khi mà mình di chuyển trên đường. Phía trên xe cũng được tích hợp các cái hộc đựng đồ nè, bên tài và bên phụ luôn ha, sẽ giúp cho quý bác tài của mình có thể đựng được những cái vật dụng cần thiết nè. Nếu như ở những cái dòng xe trong nước á, cái phần radio được đặt phía dưới này nè, còn đối với dòng xe nhập khẩu thì phần radio sẽ được đặt phía trên nha quý bác tài. Với phần trần được bọc nỉ nè, rất là sạch sẽ luôn, nên cái việc lau chùi của quý bác tài của mình cũng được dễ dàng ha, và nó sẽ tránh dơ cho quý bác tài của mình, và việc vệ sinh cũng sẽ được dễ dàng hơn. Xe này thì đang sử dụng là hộp số phách ghe. Hộp số phách ghe thì là một cái thương hiệu nổi tiếng của Mỹ mà được rất là nhiều dòng xe tin dùng. Xe này thì là được trang bị hộp số 2 tầng ha, rùa thỏ, 8 số tiến và 2 số lùi, giúp cho việc vô số và vận hành số của quý bác tài mình được dễ dàng và thuận tiện hơn.
Thì khi mua dòng xe này thì quý bác tài của mình cũng sẽ được trang bị phần khóa điện điều khiển từ xa ha, rất là tiện lợi cho quý bác tài của mình luôn. Thì vừa rồi em cũng đã giới thiệu cho quý bác tài của mình biết về dòng xe Jack A5. Nếu em cũng nghĩ là quý bác tài của mình dùng nhiều xe nên cũng sẽ biết về dòng xe này rồi. Thì video này thì em giới thiệu lại một lần nữa cho quý bác tài mình biết, cũng như là một số quý bác tài mình chưa biết về dòng xe Jack A5 này ha, có thể nắm rõ hơn về cái thông tin của dòng xe này. Thì đối với dòng xe này hiện đang có giá xe và thùng đối với phiên bản 9 tấn thùng 8S2 là 895 triệu chưa giấy tờ ha. Còn đối với phiên bản 8 tấn thùng dài 9M6 thì sẽ có giá là 965 triệu. Trong thời điểm tháng 5 này thì nếu như mà quý bác tài của mình mua trong thời điểm tháng 5 này á, thì quý bác tài sẽ có rất là nhiều chương trình ưu đãi. Vì vậy mà quý bác tài của mình đừng quên và đừng ngần ngại, hãy nhấc máy lên và gọi vào số hotline bên dưới để em có thể tư vấn cho quý bác tài của mình có thể lựa chọn được một dòng xe phù hợp. Còn về thủ tục khi mà mua xe bên em thì đối với dòng xe này, nếu như mà quý bác tài của mình mua xe ngoài hình thức mua xe bằng tiền mặt ra thì bên em cũng sẽ hỗ trợ trả góp cho quý bác tài của mình đối với dòng xe này lên đến 75% ha. Thì đồng nghĩa với việc là quý bác tài của mình chỉ cần chuẩn bị mức vốn ban đầu là 300 triệu thôi là quý bác tài có thể sở hữu ngay dòng xe này về và chạy hàng ngay rồi. Thì video của em đến đây cũng đã hết. Cuối cùng em xin chúc sức khỏe đến quý bác tài và hẹn gặp lại quý bác tài ở những video tiếp theo, cũng như là ở những video sau em sẽ báo giá chi tiết hơn cho quý bác tài của mình biết về dòng xe Jack A5 này ha. Cuối cùng em xin chào và hẹn gặp lại quý bác tài ở những video tiếp theo.